Quang Hải, phong độ không tốt vẫn có cúp vô địch. Phong độ của Quang Hải vẫn chưa tốt sau khi trở về từ Pháp, nhưng anh vẫn được ra sân thường xuyên trong màu áo CAHN. Tối qua ngày 27 tháng 8, Quang Hải còn vừa cùng CAHN lên ngôi vô địch V-League 2023. Trong các cầu thủ được kỳ vọng nhất của Công an Hà Nội, Quang Hải là cái tên nổi trội nhất sau khi anh thi đấu không thành công ở câu lạc bộ Pau, Pháp. Tuy thi đấu ở Pháp từ mùa 2022 nhưng trên thực tế, Quang Hải hầu như chỉ mài quần trên băng ghế dự bị và điều này đã khiến phong độ của anh sụt giảm thấy rõ. Gia nhập CAHN từ cuối tháng 6 năm nay và bắt đầu thi đấu cho đội bóng ngành công an từ giai đoạn 2 của mùa giải 2023. Nhưng giới chuyên môn và người hâm mộ đã phải rất nhẫn nại để chờ Quang Hải lấy lại phong độ của mình. Trong 7 trận thi đấu trong màu áo đội bóng công an, Quang Hải chỉ đá được 504 phút và ghi được một bàn trong trận thắng Viettel 3-0. Tuy nhiên, sự đóng góp của Quang Hải trong màu áo của Công an Hà Nội ở mùa giải vừa qua không nhiều và khá mờ nhạt. Nhưng cuối cùng anh vẫn có được chiếc cúp vô địch V-League 2023. Đây cũng là chiếc vô địch lần thứ tư của Quang Hải. Ba lần trước anh vô địch trong màu áo Hà Nội Fan Club vào các năm 2016, 2018 và 2019. Ngày lên ngôi vô địch tối qua ngày 27 tháng 8, người ta nhìn thấy đồng đội Đoàn Văn Hậu đã trò chuyện với Quang Hải và đưa bốn ngón tay như để nói rằng cả hai đã vô địch V-League lần thứ tư. Trước đó, Văn Hậu đã có 3 lần lên ngôi trong màu áo Hà Nội vào các năm 2018, 2019 và 2022. Chia sẻ khi cùng đội bóng mới đăng quang, Quang Hải nói, vô địch cùng đội bóng mới luôn luôn mang lại cảm giác vô cùng mới lạ và vô cùng hạnh phúc. Hải sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để mang lại những thành tích cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chức vô địch này xin dành tặng cho tất cả người hâm mộ bóng đá thủ đô nói chung và người hâm mộ câu lạc bộ Công an Hà Nội nói riêng.